Nghi lễ trân trọng kính chào quý khán giả, người Việt khắp nơi. Kính thưa quý vị, 41 năm sau ngày Cộng sản cưỡng chiếm miền Nam, người dân ở trong nước đã nhìn rõ được bộ mặt thật của chế độ Cộng sản. Không những người yêu chuộng dân chủ dân quyền, những người là nạn nhân của cái thể chế Cộng sản đã mạnh mẽ đứng lên để đấu tranh, mà ngay cả những đảng viên Cộng sản khi có lòng với quê hương và dân tộc, họ đã nhận thấy cái sự lừa mị và rất nhiều người đã bỏ đảng. Như trong thời gian gần đây chúng ta thấy Vi Đức Hồi cũng đã thành lập một cái hội gọi là hội từ đảng vân vân. Thưa quý vị, đặc biệt là cựu trung tá Trần Anh Kim. Ông là một người có thể nói là người hùng trong chiến tranh biên giới ở năm 1979 khi mà Trung Cộng xâm chiếm các tỉnh phía Bắc. Thế nhưng ông cũng phải đã đi tù hơn một lần vì nói lên sự thật. Và hiện nay thì sau một năm, ông lại bị bắt một lần thứ hai. Và ngoài ra, nhìn thấy tình hình đất nước thì ông Trần Anh Kim đã mạnh mẽ đứng lên thành lập một tổ chức gọi là Lực Lượng Dựng Cờ Dân Chủ. Thưa quý vị, để bảo vệ cái ghế của mình thì Cộng sản làm mọi điều để đàn áp, khủng bố, bắt bớ những người yêu nước. Mà trong thời gian gần đây như chúng ta đã thấy dồn dập từ luật sư Nguyễn Văn Đài, Minh Thúy, anh Ba Sàm, Nguyễn Hữu Vinh, Lê Thanh Tùng, phát ngôn nhân của lực lượng, hay là cây viết Nguyễn Ngọc Già, blogger Mẹ Nắm, vân vân, rất nhiều. Thưa quý vị, chưa kể rằng những người trẻ như là Trần Vũ Anh Bích, để có thể giữ được cái ghế, ngoài cái việc bắt bớ, giam cầm, làm khổ luôn cả những thân nhân của người bị, những người đấu tranh, thì ngay cả những người đấu tranh chưa bị bắt, họ vẫn bị khống chế, đàn áp trong công an việc làm. Vì vậy cho nên việc hỗ trợ về tinh thần không chưa đủ đối với những người Việt hải ngoại khi còn có lòng với quê hương và dân tộc, mà cần phải có yểm trợ mạnh mẽ hơn nữa để những người ở trong nước có những điều kiện họ sống và họ đấu tranh. Thì thưa quý vị, hôm nay Nghe Lữ hân hạnh nói chuyện với lại anh Lạc Việt. Anh là một gương mặt, là một thành viên của Trung tâm Sinh hoạt Văn hóa Việt Nam ở Vancouver. Anh cũng là thành viên của Hội Người Việt Tự Do. Đặc biệt, quan trọng, anh còn là chủ tịch điều hành của Hội đồng Liên kết Đấu tranh. Và với những việc làm của anh Lạc Việt thì luôn hướng về quê hương, luôn hỗ trợ đồng hành với những người đấu tranh dân chủ ở trong nước. Chúng tôi mời quý vị nghe cuộc nói chuyện giữa Nghe Lữ và anh Lạc Việt như sau. Chúng tôi được biết được rằng vào ngày 5 tháng 11 2016 tới đây, Hội Ái hữu Tù nhân Chính trị Tôn giáo Việt Nam, Hội Nam Dân chủ, Lực lượng Quốc dân Dựng cờ Dân chủ, Hội đồng Liên kết Đấu tranh Dân chủ Nhân quyền cho Việt Nam, Tập thể Chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa Tây Bắc Hoa Kỳ và Khu hội Huyện Chính trị Bắc Cali, cũng giống như là Liên minh Dân chủ Tự do Việt Nam, vân vân, phối hợp với nhau để tổ chức buổi gây quỹ. Thì thưa anh, anh có thể cho mọi người biết được rằng ý nghĩa và mục đích việc gây quỹ này như thế nào, thưa anh? Vâng, xin kính chào anh Nghe Lữ, một nhà truyền thông độc lập đang sinh sống và hoạt động đấu tranh ở tại vùng Bắc California. Chúng tôi rất là ngưỡng mộ việc làm của anh đã liên tục từ nhiều năm, và phải nói là những công tác mà anh làm là đưa những thông tin, mà đặc biệt là cái thông tin đó nối kết cái công cuộc đấu tranh giữa quốc nội và hải ngoại. Ngoại trừ cái thông tin ra thì còn nhiều cái việc làm nó rất là cụ thể, bởi vì chúng ta là những người hải ngoại luôn luôn là cố gắng để mà trở thành ra một cái hậu phương yểm trợ cho tiền tuyến, cả về phương diện tinh thần lẫn về ủng hộ về vật chất, để những người tranh đấu trong quốc nội có thể có được những cái cơ hội tốt hơn trong cái công cuộc đấu tranh phải nói là rất kiên trì của những người trong quốc nội. Vâng, thưa anh Nghe Lữ và quý đồng bào, thì đến ngày 5 tháng 11 sắp tới ở tại Bắc California, San Jose, thì như anh Nghe Lữ vừa mới trình bày là có một cái sự kết hợp của khá nhiều các cái hội đoàn để cùng thực hiện một cái công việc, đó là tổ chức một buổi gây quỹ để yểm trợ tinh thần cho các nhà đấu tranh dân chủ ở trong quốc nội, mà đặc biệt là những chiến sĩ đã nằm gai nếm mật trong cái nhà tù của Cộng sản, mà đặc biệt như chiến hữu Trần Anh Kim hay là chiến hữu Lê Thanh Tùng, cả hai đã bị tù trước đây, người thì 4 năm, người thì 5 năm, vừa mới ra tù 1 năm, thì
ngay cuối năm 2015 thì họ lại bị bắt vô tù trở lại. Và như anh Ngây Lữ cũng vừa cho chúng ta biết, người chiến sĩ anh hùng đặc biệt đó là cựu trung tá Trần Anh Kim, là một trong những người mặc dù là sống trong quân đội của chế độ Việt Cộng, nhưng trong cái công cuộc chiến đấu để chống ngoại xâm năm 1979 ở tại vùng biên giới thì ông đã thể hiện cái tinh thần yêu nước cao độ. Nhưng sau đó thì ông đã nhận thức ra được cái việc mà phục vụ cho Đảng Cộng sản hiện nay thì quả thực đó là nó đi ngược với tất cả cái tiến trình, phải nói là đấu tranh cho một đất nước có tự do, dân chủ, nhân quyền thực sự ở trong quê hương. Nó đã không còn được người dân đón nhận, mà ngược lại thì nó lại đặt đất nước Việt Nam chúng ta vào cái tiến trình trồng nô lệ của đế quốc Tàu Đỏ. Và chính vì lẽ đó mà ông Trần Anh Kim đã thực hiện, đã gây dựng nên một cái tổ chức khá quyết liệt đối với Đảng Cộng sản, đó là lực lượng quốc dân dựng cờ dân chủ. Do đó, chính vì hình thành tổ chức đấu tranh quyết liệt này với chế độ Cộng sản, ông đã bị bắt lần thứ nhì, và coi như thế là đến cái cuối tháng này thì Việt Cộng sẽ đưa ông ra tòa xử cái vụ án mà hình thành ra cái tổ chức đấu tranh đó. Do đó mà thưa anh Nghê Lữ, cũng là do cái sự góp ý của anh, và cũng như cái sự liên lạc của anh với các đoàn thể ở vùng San Jose, thì các đoàn thể đã rất là vui vẻ tiếp đón cái thông tin là chúng ta là một hậu phương thì cần phải làm một cái gì đó để mà coi như thể là hỗ trợ không những tinh thần mà còn yểm trợ cái vật chất nữa, để cái việc mà ra tòa của ông Trần Anh Kim cũng như chiến sĩ Lê Thanh Tùng nó thực sự trở thành một cái cơ hội để mà đẩy lùi cái chế độ bạo tàn Việt Cộng về cái thế mất chính nghĩa, và đồng thời cũng tạo ra một cái cơ hội cho người dân để họ ý thức được hơn rằng cái chế độ này là một cái chế độ thực sự ra là buôn dân bán nước, và hiện nay đang đẩy đất nước chúng ta vào cái tiến trình nô lệ cho Cộng sản Tàu, hay nói cách khác là biến đất nước chúng ta thành ra một cái tỉnh lỵ của Trung Quốc. Do đó mà chúng tôi nghĩ rằng cái điều mà anh Nghê Lữ vừa mới trình bày, và cũng là một cái thông tin mà các cái đoàn thể ở tại vùng San Jose nắm chặt tay nhau, quyết tâm phải nói là đoàn kết với nhau để thực hiện một cái nghĩa cử cao đẹp này, thì phải nói là Lạc Việt cũng là đang sinh hoạt ở trong một cái tổ chức ở tại cái vùng San Jose, đó là Hội đồng Liên kết Đấu tranh Dân chủ Nhân quyền cho Việt Nam, mà Lạc Việt đã được anh em tín nhiệm bầu ở trong cái chức chủ tịch của hội đồng điều hành. Thì trong cái vai trò này, Lạc Việt cũng sẽ sẵn sàng kêu gọi tất cả các thành viên của Hội đồng Liên kết Đấu tranh Dân chủ Nhân quyền cho Việt Nam sẽ kết hợp chặt chẽ với các đoàn thể ở tại vùng San Jose để thực hiện cái ngày mùng 5 tháng 11 năm 2016 với các đoàn thể bạn ở tại vùng San Jose, để chúng ta có được một cái gây quỹ, trước hết là để đáp ứng cái tinh thần của người Việt hải ngoại của chúng ta là một hậu phương, không những về vấn đề tinh thần mà còn cả về vật chất, và cũng nói lên cái sự cụ thể của chúng ta đồng hành với những nhà đấu tranh dân chủ trong quốc nội, đặc biệt những người đang bị tù tội và là những chiến sĩ anh hùng đấu tranh chống cộng sản như chiến hữu Trần Anh Kim và chiến hữu Lê Thanh Tùng. Vâng, thưa anh Nghe Lữ. Dạ vâng, kính thưa quý vị. Với cái vai trò là chủ tịch điều hành của Hội đồng Liên kết Đấu tranh, chúng tôi cũng được biết được rằng anh Lạc Việt đã thường xuyên liên lạc và hỗ trợ mọi hoạt động ở trong nước, thưa quý vị. Chúng tôi nói rằng như vậy để quý vị thấy được rằng quỹ này nó sẽ hỗ trợ được rất là nhiều cho cái việc mà hỗ trợ cho những người đang ở tù, họ cần có những cái khoản tiền để mà họ lo về vấn đề pháp lý, đồng thời là để cho gia đình có điều kiện đi thăm nuôi, vân vân. Và thưa quý vị,
Thưa với anh Đặc Việt rằng cái buổi gây quỹ đó thì chắc chắn rằng đó sẽ có hai nguồn. Một là cái nguồn đóng góp trực tiếp của đồng bào bằng tiền mặt trên cái thùng đóng góp của chúng ta, và thứ hai là bằng những cái check. Thì thưa anh có thể cho mọi người cũng biết được rằng check thì ghi về đâu, và những cái số tiền đó khi tổng kết thì anh sử dụng cho những cái mục đích nào? Vâng, thưa anh Nghệ Lữ và thưa bà con cô bác, về tiền mặt thì có lẽ là chúng ta cũng dễ dàng rồi. Ban tổ chức sẽ là gồm các đoàn thể đấu tranh ở tại vùng San Jose sẽ bầu ra một cái ban đặc trách về vấn đề tài chính, thì cái việc đồng bào đóng góp bằng tiền mặt thì nó là chuyện dễ dàng. Tuy nhiên chắc chắn là cũng sẽ có một số quý vị thuộc các hội đoàn hoặc là những quý vị không có sẵn tiền mặt thì cũng có thể đóng góp bằng cái biểu phiếu, tức là bằng cái check. Thì như quý vị biết là Hội đồng Liên kết Đấu tranh Dân chủ Nhân quyền cho Việt Nam có cái nơi hoạt động chính thức và cũng